Zombie Apocalypse. Ok, chào tất cả anh em trở lại với channel mình. Mình là DB. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là trải nghiệm trực tiếp game Gọi Dòng Online. Thì game hôm nay là ra Alpha Test và lúc nãy cũng bảo là 10 giờ, nhưng bây giờ 10 giờ 10 rưỡi rồi, bây giờ mình được trải nghiệm. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm tự game Gọi Dòng để xem mà nó có hay hơn Ngọc Rồng không, hay là có thể đánh bại Ngọc Rồng hay không. Thì anh em cùng chơi nhá. Là, thì đây, đi đây, quay đây. Thì đây mình sẽ có gì đây, đấy, đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập Gọi Rồng nha anh em. Đây là giao diện của Gọi Rồng. Thì hiện tại là có đăng nhập Facebook, đăng nhập Google. Đây mình sẽ dùng đăng nhập Google anh em nha. Đấy, từ từ sản xuất, nó hơi bị lag một chút, màn hơi bẩn bẩn nha. Mình sẽ dùng tài khoản Google này để xem game nó như nào. Đây, mình đã được vào máy chủ rồi. Màn hình giao diện giống hệt, nhìn cảm giác nhìn đấy đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ chọn máy chủ nha. Ở đây có Carlos Oxford Bảo Trì này. Ok, vào game thôi nào. Vào game xem được không? Nó kêu là 10 rưỡi là được vào rồi. Đấy, ok anh em. Vừa vào giao diện rồi anh em ơi, để xem nào. Vẫn chưa hiện gì cả, đang bị lag. Thì để mình xem nào, chờ chút nhá. Xong không hiện gì này. Tặng nhân vật à? À đúng rồi, tặng nhân vật, ok. À ok được rồi anh em ơi, vào rồi, đây. Để mình xem lên chơi con nào trước nào. Gohan là trái đất đúng không? Bocolo Lamech, ok. Goku là Saiyan, mình sẽ chọn xong Saiyan anh em nhá. Skill là có skill này. Test từng cái một này. Mượt anh em ạ. Được. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo nhân vật này. Không biết là có ông nào đặt mất của mình không. Thì mình chắc đặt mất rồi anh em ạ. Alpha test là nhanh lắm, mình không đặt là mất ngay có gì đâu. Ok, xem nào. Mình nghĩ thế nào cũng người đặt thôi. Vì thường thường những cái tên của YouTuber thì đa số là những người anh em vào trước, anh em sẽ tạo trước. Mình nghĩ là vậy thôi. Còn bây giờ mình đặt lại chắc chưa bắt được không. Thì mình chờ chút xem thế nào đã. Xong được ta. Nó vẫn đang loát không biết tại sao. Ok anh em, hiện tại bây giờ mình đã vừa vào game rồi. Thì cũng một lúc mới loát được vì server quá tải sao anh em ạ. Thì mấy cái là cốt truyện hay gì đấy mình không rõ, mình không đọc đâu anh em, mình nó bé quá. Tụi bây giờ mình sẽ vào nhá. Nhắc nhở chào mừng bạn đến với thế giới Gọi Rồng online. Trò chơi cái này thì mình đọc rồi, chắc là nó cũng chỉ qua vì cái phần YouTube thôi. Tắt đi này. Ok anh em ơi, tại mình đã vào game rồi. Rất đông anh em đang trải nghiệm rồi anh em ạ. Đấy. Đây này, xem này. Di chuyển mượt lắm anh em ạ, mượt phết anh em ạ. Vì điện thoại mình cũng khá là cùi rồi nhưng mà chơi game vẫn là mượt anh em ạ. Đây thì mình test cho anh em xem này. À, xịn sò chưa? Được anh em ạ. Đây là nhiệm vụ này, mình thử kích vào đây xem nào. Thì cái nhiệm vụ là số là tự động hết rồi. Anh em trong đây có auto này, bật tắt auto này. Đấy, thì mình sẽ kích vào đây cho nó tự động. Ok, đến đây là nhận nhiệm vụ, kích vào đây đúng không? Sao không có cái nút để mình bấm ấy nhỉ? Sao ấn kiểu gì nhỉ? À, kích vào nhiệm vụ à? Sao không được ta? Đem theo tàu con thoi. Thế nào? Chưa hiểu luôn. À, chắc là menu này. Nhiệm vụ này. Ở đây đều hơi bị lag, game hơi bị lag một chút. Lôi, lấy ra này. Ok. Đấy. Tiếp tục là thu hoạch đậu thần này. Hơi bị bé một chút anh em ạ, nhiệm vụ hơi bé chút thì mở to mình rõ được. Đây này. Cái này là kích vào đây đúng không? Thu hoạch này. Có vẻ hơi lag vì game mới alpha test anh em ạ, nó vẫn có thể lỗi. Ăn đậu à? Rồi, ăn đậu xong rồi. Kích vào đây tiếp này. Hơi khó dùng một chút anh em ạ vì màn hình nó hơi bé. Học kỹ năng à, ấn vào menu này. Phúc lợi à? Cái này cái gì? Phúc lợi phải bỏ đi, mình sẽ review qua thôi. Vào đâu nhỉ? Học kỹ năng thì vào đâu ta? Dùng kỹ năng ở đây, vào đây, đây. Kỹ năng này. Học này. Tắt này. Túi này. Sử dụng capsule này. Ok, đồ có đồ anh em ơi, mình có đồ thôi. Mình mặc luôn này. Sử dụng. Đấy. Học cái gì đây? Lấy thịt khủng long, thu thập 3 trên 1 trên 3, 0 trên 3. Ok, thì mình sẽ đi thu thập khủng long thế nào. Thì mình cũng vừa vào thôi, mình cũng đang lọ mọ trải nghiệm thì cũng chưa hết rõ tính năng được. Để mình xong làm xong cái nhiệm vụ này thì mình sẽ đi qua tính năng ở trong như nào. Thì cái phun chữ nó hơi bị nghiêng.
Thì nghe em biết là được biết là game nó có thể mình có thể cài đặt lại setting được phông chữ nó nhìn nó thẳng ra anh em ạ. Đấy. Ồ cái gì đây? Ok thì để mình sẽ xem và cài đặt anh em nhé, xong mình làm nhiệm vụ. Cài đặt ta. Menu này. Cài đặt này. Cấu hình này. Âm thanh sao không có nhỉ? Di chuyển cổ điển. Phone này. Phone mặc định, phone in riêng, phone uống nước. Nhưng mà ghi phone nữa nó vẫn thế này, phone mặc định nó vẫn thế này, nó vẫn cong cong này thế nào nhỉ? Không, tại sao? Ok, qua bên này chứ. Bây giờ mới thấy nhạc. Ok, đây thì thủng lòng đúng không? Không hiểu tại sao nó lag ấy nhở, nó cứ bị loát lại anh em ạ. Cài đặt auto theo một cái sự luôn nữa đấy thì cũng làm à. Đây rồi nó tự động đánh luôn, mình bật auto mà anh em. Hiện tại server đang rất là quá tải nên là rất là lag anh em ạ, thấy không, nên là vật chạy giật này. Đấy, nó lại bị loát lại anh em ạ. Lố như con cú. Đấy, thì mình vừa đánh được một phát đầu tiên rồi, mạng rất là lag, không hiểu tại sao. ID ở DB Gaming rồi rất là lag anh em ạ, không thể làm có thể làm gì được. Đấy, rất là lag. Hiện tại server nó đang quá tải anh em ạ, vì alpha test anh em. Hiện tại alpha test thì chắc chúng ta phải chờ đợi mấy ngày nữa thì nó mới giảm, chờ đợi khoảng tầm coi như là buổi tối ấy, thì mình có thể trải nghiệm tốt hơn. Chứ buổi sáng là vừa alpha test nên là cũng rất là đông, không thể nào mà chơi được. Nói chung là đây, không mất máu luôn. Bị loát lại liên tục này. Đấy thì bây giờ mình sẽ cùng sơ qua mấy cái cấu hình của nó nhá. Còn trong thì chắc là không trải nghiệm được rồi vì nó rất là lag, nó đang bị loát lại liên tục bên này. Đấy thì để mình xem sao á. Rồi chờ chút. Đây. Dừng lại. Bây giờ mình sẽ cùng vào trong mấy này. Game thì là game có đồ khóa anh em nhá, đồ khóa này. Đồ không khóa, đồ khóa này. Thông tin, chiến đấu, danh hiệu. Đệ tử có đệ tử anh em ơi. Có mục đệ tử này. Thì cái này mình chưa rõ là như nào. Mục kỹ năng thì bảng cái ủa, vãi chưởng nhìn này. Kỹ năng anh em, nhìn quay tròn này. Mấy cái này thì anh em tự xem qua thôi, thì mình cũng nói qua thôi vì đây là túi đồ này. Đây là tiền tệ à, đây là Jenny à. Còn đây là bạc à, còn đây là đồng à. Được rồi. Thì đến phần menu có gì không nào. Ở đây thì có mua sắm, nhiệm vụ, quan hệ, vũ trụ, bảng xếp hạng, vòng quay, phúc lợi, thư với cả cẩm năng đây. Cài đặt với cả thoát, không có gì hết ạ. Bên này thì là map. Ôi, map to quá. Đây, hiện map mini, anh em bật map mini lên xem được, map to cũng được này. Cũng khá là tiện. Mỗi chỗ này là nó hơi bị khó dùng một chút thôi. Thì chắc mình sẽ bật cài đặt xem nào. Cấu hình cài đặt này. Kiểu điều khiển xem nào. Bàn phím ảo là thế nào? Vẫn thế à? Vẫn là bàn phím này à? Đấy, chỗ này hơi khó dùng một chút thôi. Nút nó hơi bé. Nó không có một cái nút đấm này nhất định ấy. Như anh bấm vào trưởng này, đấm này. Đấy, thì nó hơi khó. Được rồi, thì mình cũng sơ qua game ngoại dầu hiện tại là game mình vừa trải nghiệm nhưng mà mới alpha test thôi, nhưng mà rất đông, rất lag, không thể nào mà đánh được quá gì cả. Nói chung là nó giật liên tục thôi anh em ạ. Thì đây sẽ là một video trải nghiệm nhanh, sau bữa nào mình sẽ làm một video test game tiếp. Đấy, nó bị loát lại liên tục như này. Thì ok, nếu anh em thấy hay là xem con game này có thể đánh lại được không, cường hay không, anh thì lại là ý kiến phía dưới. Và bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm tiếp. Và ok, mình xin kết thúc clip ở đây. Bye bye anh em.